Xin chào các bạn, hôm nay tôi chuẩn bị đến lớp học người cá. Thì trước khi đi, tôi muốn rồi được rồi, tôi sẽ lấy cái này để giúp cho Lexin làm một cái món ăn. Món gì vậy Lexin? Đây là món bánh gì đây các bạn ơi? Không biết nữa, món bánh gì đây? Không biết nữa hả? Thôi để coi Lexin làm nha. Không biết Lexin chuẩn bị cho chúng ta ăn món gì mà phải dùng tới cái máy ổn áp luôn. Quá dữ. Dạ. Món này món gì vậy Lexin? Bột hả? Bột làm bột hả? Có chín. Lexin đang đọc công thức nấu ăn ở trong này. Các bạn muốn xem không? Tôi cho các bạn xem nè. Trời ơi. Ây da, cái này đáng lẽ không cho các bạn xem mới đúng. Trời ơi, cái nồi này nó dơ quá hả? Không. Bây giờ mình phải chà rửa cái này nữa. Đâu có đâu. Khỏi luôn hả Lexin? Dùng cái này nó sạch đúng không? Chỉnh nhiệt độ bao nhiêu là thích hợp vậy Lexin? 170. Đúng đâu? Lấy trứng vịt làm đi cho nó ngon. Tôi biết cách đập trứng ra rất nhanh mà Lexin. Biết gì không? Đập trứng lên cái trán. Để cái trứng lên cái trán đập bứt. Bây giờ Lexin bỏ đường vô nữa nè. Còn cái này là bơ nữa nè. Cái này là gì Lexin không giới thiệu? Vanilla extract. Cái này là cái mình gia vị vani mình bỏ vô cho bánh nó thơm á. Ok, làm vậy cho nó mềm. Vô rồi. Để sữa vô. Lấy cái này, con heo. Để trứng vô. Rồi bây giờ Lexin làm cái gì vậy? Để bơ vô. Wow, Lexin bỏ cái cục bơ vô trong. Nửa cục bơ đúng không? Nửa cục bơ luôn. Wow, nhiều quá vậy ăn béo chết không? Không. Giống khoan cắt bê tông quá ha các bạn ha. Bột chưa thấy là nó đã tan đều lắm rồi. Ok. Ok. Rồi. Bây giờ Lexin sẽ đổ bột này vô để làm ra cái bánh đúng không? Rồi, bây giờ sẽ đổ bột vô khuôn làm bánh. Ok, bây giờ tôi sẽ giúp Lexin đặt cái bánh vô trong lò nấu nó chín lên. Rồi tôi và Lexin sẽ đến lớp học người cá hôm nay nha. Vậy là xong rồi. Let's slow down. Not worried, thinking about tomorrow.